Em xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em cùng với các bác sửa máy này, máy Humana. Cái máy này hiện tượng là nó, em thấy giờ nó đang bị ngộp xăng, trào xăng ra quá trời. Tháo buri ra coi. Ở chỗ em là trời đang mưa, rất mưa to, cho nên các bác thông cảm hơi ồn tí. Buri ướt nhèm luôn đó. Thì do là nó trào xăng cho nên là buri nó ướt, các bác thấy không? Đấy, xăng phun lên quá trời này đó. Hiện tượng này là ngộp xăng, trào xăng các bác nhá, là bung tu, kim xăng không có đóng. Đây, nó không đóng thì nó sẽ trào xăng ra ngoài. Thì bây giờ xử lý là bắt buộc mình phải tháo cái chế ra. Tức là cái này nó chảy là do nguyên nhân là do cái chế các bác nhá. Mình tháo cái chế ra rồi mình xử lý cái chế ha. Có thể là nó kẹt bung tu, hay là bung tu nó bị chảy. Mình có thể thay bung tu hoặc là mình làm lại, nhưng mà đa số là phải thay làm lại rất là khó ăn các bác. Thì cái hiện tượng của máy này bây giờ là trước tiên giờ mình cứ tháo ra xem các bác nhá. Ở chỗ em là trời mưa lớn quá, sáng nắng nắng tét đầu tét đít ra các bác, chiều tối thì mưa, tầm 5 giờ thì mưa chảy người chảy nước hết, trôi người trôi sông đi luôn, mưa kinh khủng khiếp. Sáng thì nắng kinh khủng khiếp, chiều tối thì mưa kinh khủng khiếp, cái gì cũng kinh khủng khiếp các bác ạ. Để em tháo em nó ra. Đấy các bác thấy xăng nó kỳ ra không? Đấy đấy, xăng nó lao quá trời luôn đấy, nó chảy nó ngộp nỗi như thế. Nhiều khi trường hợp này nó chảy nó cũng có thể là nó tách ra bơm, đi ra bơm bên này. Đấy. Thì nhiều khi nó cũng bị rách ra bơm, là nó cũng có hiện tượng là nó chảy xăng như vậy các bác. Cái màng bơm này rách cái màng bơm các bác. Đây các bác quan sát kỹ coi nó có bị rách không. Em thấy hình như là nó không có bị rách. Không có bị rách thì có nghĩa là có thể là nó trào chảy sang do nguyên nhân là do bung tu các bác. Bung tu đó cũng chảy sang nha các bác. Đó. Trời mưa to lắm các bác ạ. Bị xăng này đó khô rồi. Anh đây quá trời. Em coi kỹ này, cái này coi. Xăng lên kia quá trời luôn. Mưa nó tạt đây vào nhà luôn. Giật không? Kiểm tra kỹ các bác, tra kỹ nó có giật hay không. Giật là nó sẽ chảo xăng ra này, thì màng bơm này như cũng mới thay mà. Máy này máy của khách gửi em sửa. Em thấy màng bơm mới thay. Máy này nó hiện tượng là thứ nhất là chảo xăng, thứ hai là cưa mấy cây rửa tắt. Cưa được mấy cây rồi tắt thở. Đây là cái bông tu. Đấy, cái này hơi mòn. Giờ mình thay cái mới cho xem nó có bớt hiện tượng trào xăng hay không. Nếu như mà nó hết trào xăng là tức là tại cái bông tu này chắc cú rồi. Còn nếu không bớt trào xăng là mình phải làm được cái nõi cốt này nữa thì nó mới hết được. Nhiều cái làm nó không hết đấy các bác. Cái này, cái chế này là nó một chế nhôm đúc luôn, nó không như mấy cái chế kia. Mấy chế kia là nó có cái cục nõi thau ở trong, cái nõi đồng á, mình có thể đục ra mình thay mình làm. Còn thằng này nó không có các bác. Thằng này là nó đúc nguyên khối luôn. Đây. Thằng này là nó khó ăn hơn mấy kia, nó mà hư là hơi bị mệt đấy nha. Để em lấy cái bông tu các bác nha, chờ em tí. Rồi tiếp tục nha các bác. Đây mình vệ sinh mình gắn cái bên này trước. Bữa tối em xài bằng đèn nên nó hơi chóa, cái đèn led này nó giỏi, nó hơi chóa các bác ạ. Nó như mấy cái đèn kia,
nó dài cái lốc bình xăng của mình nó màu trắng nhôm, hoặc cái đèn led nó phản nó chóa cho ánh sáng tối lắm ở đấy các bác, nhìn cho nó rõ đấy mà nó vẫn cứ chóa. Đây rồi, nói chung là cái phần bộ phận này thì mình chẳng căn gì cả, các bác chỉ ráp vô thôi, ráp đúng của nó vô là được. Rồi mình xích cứng lại các bác, xích cứng lại luôn. Rồi bây giờ mình lấy cái bông tu mới đi các bác. Tu mới mình thay vô xem nó còn hiện tượng trào xăng không. Nếu nó hết là oxy tê các bác chứ, mà nó em nó không hết thì mình coi như là mình lại bị OT rồi đó. Lại phải tháo ra nữa, lại phải làm tiếp. Đấy, mình phải làm từ từ các bác, mình đi từng giai đoạn. Rồi mình siết ốc vô đấy. Cái lưỡi ga này thì nó bằng bằng cái này thôi các bác. Rồi xích cứng vô, nhấn giòn. Rồi coi xem mặt nó in ở đâu, coi cái mặt là nó mất cái dấu này đúng không, này nó bị mất cái dấu đây, chiều này đúng hơn đây đúng. Cái này là độ của cái giòn khác vô nên là nó không có chính xác cho lắm. Rồi tiếp theo, rồi coi cái lỗ này đây, cái màng này cũng màng độ các bác, toàn này toàn độ thôi, máy mấy bãi cho nên là ra dùng có cái độ của mấy khác qua thôi chứ của nó không có. Mấy cái anh hàng bãi này là cứ phải độ chế các bác ạ, nó phức tạp, nó phiền phức lắm. Xài độ bãi được cái là nó bền, nhưng mà nó sửa thì nó hơi cực. Như đồ mới thì thay thế nó khỏe, hư đâu sửa đó. Còn mấy cái anh bãi này cái có đồ, cái chả có đồ nữa. Cứng giờ trời vẫn còn đang mưa, trời vẫn còn đang mưa các bác à, trời mưa rất là to. Cái vít của em nè, em kiếm cái vít của em đâu rồi không biết, nó lạc đâu rồi. Cứng nhờ. Rồi bây giờ mình gắn vô để mình test thử xem các bác nha. Cho em nó vô xem. Đâu, quay dưới, quay về đây. Đấy, lựa cho nó đúng nha. Đấy, cho cái ống xăng vô. Đấy,
Rồi OT rồi tiếp cái cần ga, cần ga này nó hơi bị quắn tù tì hơi bị cong keo nhé. Cần ga này là nó mà mất thì cũng hơi bị mệt đấy. Nó hơi khác người cho nên mình chế là nó hơi khó làm thế thôi. Hai con ốc sau khi gắn xong thì các bác chú ý là mình phải giật cho nó khô cái máy đi nó mới nổ được các bác nhé. Nãy em quên em mong xịt trước đi nó nhanh nổ hơn. Nếu mình xịt trước đi thì nó nhanh nổ hơn là mình gắn hết vô vậy. Nhưng mà thôi nỡ gắn vô rồi thôi mình chịu khó mình giật mình xịt. Cứng luôn à, thử coi. Ui giời ơi xăng quá trời các bạn. Ui giời để em đổ bớt ra coi. Ui giời nó chảy ra te tua rồi các bác thấy không. Ui giời ơi nó đổ chảy ra âm đấy các bác. Trời ơi nó xăng nó trào lên. Đấy nó xăng nó ra hết đi. Nó phải ra hết nó mới nổ được các bác. Quá trời luôn. Đấy, rồi mình bít tay cho mình giật tiếp. Sạch cái luôn. Quá trời, có đất. Xăng không là xăng. Kéo khẩu trang lên. Xăng không à các bác. Xăng nó chì không, nó độc hại lắm các bác. Làm tối ngày nghỉ hơi xăng, hít xăng không. Thấy khô khô đấy các bác. Để em gắn cái bu xì ri vào coi. Em gắn bu xì ri và em giật thử xem bu xì ri có nổ hay không. Cứng vô luôn. Rồi, mở công tắc lên, có quên giật. Trời nổ. Giờ mình phải để cho nổ một lúc các bác để thử xem là nó có trào xăng như trước nữa không. Gan thì hơi lớn, thì nhỏ đi tí. Cho xăng ra một tí. Đó, để nổ thử lúc đâu các bác, thử xem nó bị trào xăng không. Nếu như các bác làm mà nó hết trào là ok, coi như mình hay bung tu là thành công rồi. Còn nếu như nó vẫn còn trào là mình phải xử lý cái đầu cốt, cái đầu đế ở bên dưới của cái bung tu các bác. Xăng ra một tí, gan ti ra một tí. Đấy, nó nhỏ xuống. Hu mana đây là hu 39 các bác. Có cái mặt à, các bạn thấy nổ ok rồi. Trời bớt mưa, khách họ đi về tối rồi mà trời vẫn còn mưa. Em thấy nó xuống thì đều đấy, không có hiện tượng chảy đâu, nó cứ phải thử một lúc xem sao các bác.
Rồi mình tắt đi, mình để một lúc coi, để một tí coi. Cái này trời tối rồi nó mưa chứ bên ngày thì em phải nổ thử, em cắt thử coi nó nhìn nè. Đấy. Các bác tắt đi mà các bác cứ giật phát một nổ mà không phải bóc ra là mình xăng không có bị trào đâu. Mình tắt đi mà mình giật đi mà mình phải bóc ra nó mới nổ, không càng mạnh á thì là bình tăng của mình là hiện tượng nó hơi trào các bác nhé. Các bác cứ chiết ga hoặc các bác ca cưa một lúc mà các bác tắt đi, các bác giật nó mới nổ nên bình thường là bình xăng chạy được. Đó, ga nó xuống đều được. Nào nó không đều là nó bất ổn. Nó bất ổn thì là mình phải làm tiếp các bác nhá. Còn nếu nó oxy tê con cá chê thì mình cho nó lên đường. Ngày mai em phải cưa thử coi. Sáng mai em test cưa thử. Giờ tối quá rồi, trễ quá rồi, gặp trời mưa nữa. Thì ra vậy thì nó ổn định rồi đấy. Bác này bác có cái lọc gió bị độc ha, còn bác nó mất cái lọc gió, cái boe các bác bất chế là cái lọc gió ha, đúng hàng Việt Nam chất lượng cao. Có con ốc với cái này thế là bắt rồi, ô chỉ tây đúng không, ôi làm quá ngon luôn. Mấy Nhật nhìn thấy này là nó thèm lắm á. Này chưa tới 100 đồng. Thế là có cái lọc gió mua của nó hết mấy chục nghìn, cả 100 nghìn. Thế Việt Nam giỏi thiệt. Rồi mình tắt đi, mình xíu coi, mình giật lại phát nữa là ok. Đó, nó nổ đó, ok, đó, cái này coi như vậy là ổn đấy. Để mai em cắt thử đấy xem. Rồi ok các bác, video của em đến đây kết thúc nha. Rồi xin chào các bác, nếu các bác nào có bị hiện tượng trào xăng như thế thì các bác xúc rửa rồi mà nó không hết, nó vẫn trào thì các bác nên thay cái bông tu đi, kim xăng á, cái bông tu này các bác. Đó, là nó được này. À, rồi. Rồi, ok.